Dạ thì trước mặt cô chú anh chị các bạn là chòi của anh Ngọc đây ạ. Hôm nay thì buổi sáng trời mưa rất lớn đó cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì bây giờ mưa vẫn lâm thâm, cũng đã bớt nhiều nhưng vẫn còn lâm thâm. Những giọt mưa vẫn tí tách rơi, thì đâu đó trong nỗi tận sâu của đáy lòng thì anh Ngọc chắc có lẽ cũng buồn lắm thưa cô chú anh chị các bạn. Cũng buồn, cũng lo. Anh Ngọc thường chia sẻ với Nghĩa là thường này anh mất ngủ cô chú anh chị, hôm rồi anh mất ngủ vì lo cho vợ, lo cho chị My, lo rất nhiều, trăn trở nhiều cái nỗi trăn trở của anh Ngọc ở phía trước cô chú anh chị. Dạ em chào anh Ngọc, con chào chú. Sáng nay chú qua đây sớm không chú? Đúng. Chú qua đây là mình đem đồ mình qua vào trong viện hả chú? Sáng tôi đi qua bển tôi mua cái đồ dép cho vợ tôi. Dạ. Rồi cái dặn này kia nọ đem ba cái gối chứ hoặc cái kem. Rồi đem bển. Rồi có Ngọc đi rồi thôi tôi ông ở nhà đi. Dạ. Bển ông vô không được đâu. Thấy ca tôi ra ông vô ra khó lắm. Dạ giới thiệu với cô chú anh chị các bạn, đây là chú ba của chị My. Dạ con xin phép hỏi chú là thường ngày công việc của mình là gì thưa chú? Đúng lá gòn không ạ? Dạ đúng lá gòn. Thu nhập đỡ không chú? Đúng là hàng ngày chứ châu vợ. Dạ. Chứ không bằng là sống nổi. Dạ. Thì hôm nay là chú đem đồ ra để cho anh Ngọc đem qua bên bệnh viện. Sáng giờ chú với anh Ngọc ăn gì chưa? Ăn cơm rồi. Rồi tôi mua cho Ngọc hộp cơm để ăn. Trời ơi, mua cho Ngọc hộp cơm. Có cảm ơn chưa? Cảm ơn ba. Cũng là một cái diễm phúc thưa cô chú anh chị các bạn, đó là cái điều mong mỏi nhất của anh Ngọc đó. Vậy là mấy ngày nay mình cũng đâu đi đúng lá gòn hả chú hả? Không. Chứ vậy kẹt chuyện đi không được. Dạ. Đi điện về bác tử mình khó khăn. Dạ. Thường là chú đi với cô. Dạ. Mấy nay này cô ở trong viện lo cho chị My ở nhà, chú cũng nghỉ ở nhà lo cho việc nhà ha. Dạ. Làm gì điện gì tính. Dạ. Chú cho con hỏi là sáng nay là cô có điện nghe về cho mình là có nói về tình hình sức khỏe của chị My bên trong như thế nào chưa chú? Chưa. Chưa ạ. Để nằm ở bệnh viện đó là nó cũng chỉ thở oxy à, có mấy chị đồ đó, nói chuyển đi lên thành phố luôn đi, em bên tránh chỉ nó chị về bên phổi đó, nó hay đi. Thì em cũng có một cái bàn với Phước á, thì hôm trước á là cái bệnh đó ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở thành phố á, thì nó chuyên về bệnh trị cái đó. Nhưng mà em cũng xin lỗi là ở trên đó chi phí viện phí là rất là cao luôn. Rồi đi đứng lại xa ở đây thì mình chạy tới chạy lưu được. Nhưng mà mình cũng hy vọng là sẽ có cách nào đó tối ưu nhất để mình lên được trên đó này sớm được về. Chứ cũng hay còn cô nói trên đó thì viện cũng có nhiều chân á. Cũng rẻ chứ không có mắc. Dạ. Tôi nói kêu cưng kiếp phục sao mà cưng cứ đem vợ cưng lên trên đó đi chữa trị đi. Nó hay hơn, nó mau hết. Chứ nằm bệnh viện đó là đó ngày chứ thở oxy nó theo dõi, nó rút máu, nó khám hoài luôn à, nó thử máu hoài à. Nếu như vậy thì chị My nằm ở đây cũng là nằm bệnh viện, trên kia cũng bệnh viện thì mình thuyết phục chị My đi. Bệnh viện đây á là nói nó không có chuyên gia gì bên cái phổi mình đó, chứ tim nó chìa dịch nó chìa là nó lây qua đó. Đó bây giờ chỉ nói bên đó là chỉ nằm thở oxy với lấy máu ra đi xét nghiệm này kia hoài vậy đó. Dạ anh Ngọc thì sáng giờ là tình hình của chị My bên đó anh có thông tin gì chưa anh? Dạ mẹ có điện qua cho mẹ, mẹ mới nói cũng thở oxy vậy đó. Dạ. Cũng bình thường mà không có cho uống thuốc men gì chứ. Là người ta cũng có mỗi sáng là bác sĩ y tá vô khám. Khám rồi là rút máu. Đi khám nghiệm gì hoài vậy à. Là anh định là trưa nay anh mới qua. Dạ. Tại vì ở bển giờ có cô trực ở bển. Dạ có cô, có mẹ trực rồi. Ở khi qua bển nó đâu cho lên hai người đâu. Dạ. Có anh nên à. Rồi mẹ mới nói thôi chứ qua xế con qua thôi, qua đây con cũng ở dưới ở ngoài chứ cũng đâu có được lên trên đâu. Là chưa anh qua anh thấy cho cô về bên đây hả sao? Dạ.
chắc kêu mà về đây không biết bao giờ, không biết đâu. À, thì nếu mà thì cho cô về nghỉ ngơi dạ. Ngày gì đó rồi sáng lại cô qua đổi dạ. Ca thì em cũng có kêu vậy đó, nói thôi sáng ngày vậy con qua rồi bà về bà ảnh đi với cha ổng rồi sáng bà qua. Bà nói sáng mẹ có qua như ta thay đổi em qua bển thì mẹ mới về chứ mà cô cũng trực là cả đêm rồi dạ. Giờ chưa chưa anh tôi anh thay cho cô về nghỉ ngơi xong rồi dạ. Sáng mai cô qua lại thì sáng qua mẹ qua rồi cái mình đi về dạ. Vậy sáng hôm nay anh qua bên đó anh thuyết phục chị My thử xem coi dạ. Chị có chịu đi lên cái tuyến ở thành phố hay không. Chắc hỏi mẹ với cha rồi cha kêu cha điện mẹ kêu coi làm sao dạ. Chứ khi em quyết định cũng đâu được đâu dạ. Chú cho con hỏi như vậy là qua cái chia sẻ của anh Ngọc như vậy là có ý định là như nhà mình sẽ có chuyển lên Phạm Ngọc Thạch không chú? Thố hả? Dạ cái đó là tùy theo mẹ nói chứ tôi không có tới tôi sai tôi đi cái gì đi đấy à tôi. Dạ nó là nó trách mà dạ là miễn cô chịu là chú chịu đúng rồi dạ. Con nghĩ là trong gia đình mình ai cũng mong là chị My sớm khỏi bệnh đúng rồi dạ. Nhưng mà cái tuyến ở trên đó nó sẽ tốt hơn dạ. Như mấy cô mấy chị đó cô nói ở đây bây giờ chỉ nằm là nó rút máu nó thở oxy thử máu hoài vậy đó. Dạ. Con nói thử giết thì chồng chết luôn. Dạ. Dạ anh Ngọc cho em có thăm là cô bệnh điện về là anh có hỏi thăm sức khỏe mình có đỡ dạ, dạ. Có cũng thở oxy cũng nói chuyện chưa được vậy rồi cũng như hôm qua giờ vậy đó. Dạ. Cũng nói này nói kia ăn uống nó không cho ăn. Không cho ăn rồi cho uống sữa vậy không anh? Không. Không cho uống sữa luôn. Không cho. Vậy sao chị nổi? Thở oxy đó như là chắc bị phổi này nó dịch nó truyền đó rồi sợ ăn vô rồi nó này kia gì đó mình không biết mấy người trong bệnh viện vậy đó nó nằm từ sáng tới chiều mà người ta đã bụng muốn chết thế này ta không cho người ta ăn luôn đó là bác sĩ thật dặn mình là không cho mình nhà à không cho ăn đúng không à không cho ăn tại như người ta đang bị người ta theo dõi gì đó đó mình không biết không cho uống sữa luôn à sợ này kia nước có khi không cho uống nhiều. Như cái bà cô kia mới nói khát nước muốn chết mà nó không cho uống rồi chết thì sao đúng rồi nói đâu có chết đâu cô ơi không lẽ người bác sĩ người ta cho cô chết dạ như người ta sợ này kia người ta đang theo dõi này kia đó rồi mà cho uống vô có gì rồi sao thì sao người ta khám ra này kia được dạ. Em còn rồi. Xót ruột kia kìa về tôi dạp đồ nó chết ngắt rồi máu dùng cái tên ngắt rồi cái gì dẹp đồ khóc tí dí bệnh á mới đây chết rồi đó sáng giờ mà cô nói điện ra luôn nói điện rồi vì cái dẹp qua quần áo ở đây đưa nó về chứ sao giờ máu dùng cái tên ngắt luôn rồi giờ không biết sao giờ tôi chống được rồi thì để anh cầm máy cho anh chạy chở cô vô cổng anh chạy chú vô cổng cái xe đạp tôi bỏ đâu được không để đại đi gần hồi con dẹp vô cho mất rồi Mm-hmm.